Hoàng Văn Ánh, Tôn Dương Anh, đại diện hộ gia đình bà Nguyễn Thị V, Tôn Dương Anh, đại diện hộ gia đình ông Nguyễn Thái Bình, Tôn Dương Anh, đại diện hộ gia đình bà Nguyễn Thị Lãm, Tôn Dương Anh. Xin trân trọng kính mời đại diện hộ gia đình chúng ta lên sân khấu ạ. Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Tô Hữu Vịnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và đại diện ban giám hiệu trưởng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung ương ông Nguyễn Danh Hùng. Xin trân trọng kính mời đại diện các đồng chí lãnh đạo lên trao tặng phần quà cho các hộ gia đình. Xin trân trọng kính mời các đồng chí. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo. Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện cơ sở Tôn Dương Đình, đại diện hộ gia đình cụ Hoàng Thị Hồi, thôn Dương Đình, đại diện hộ gia đình cụ Nguyễn Thị Ổi, thôn Dương Đình, đại diện hộ gia đình cụ Nguyễn, cụ Phùng Thị Loan, thôn Dương Đình. Xin trân trọng kính mời và giới thiệu đại diện hộ gia đình chúng ta lên sân khấu ạ. Ban tổ chức xin nhắc lại, xin trân trọng kính mời đại diện hộ gia đình cụ Hoàng Thị Hồi, thôn Dương Đình, đại diện hộ gia đình cụ Nguyễn Thị Ổi, thôn Dương Đình, đại diện hộ gia đình cụ Phùng Thị Loan, thôn Dương Đình. Xin trân trọng kính mời. Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Dương Thị Hương, Phó Bí thư Đảng ủy và đại diện lãnh đạo cơ sở thôn Dương Đình. Xin trân trọng kính mời và giới thiệu. Xin trân trọng kính mời đại diện. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn tiếp vận toàn cầu ra lên trên trao tặng cho các cụ. Vâng, xin chân thành cảm ơn đồng chí lãnh đạo và đại diện các hộ gia đình. Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đại diện hộ gia đình bà Nguyễn Thị Ngải, thôn Trương Đá, đại diện hộ gia đình bà Phùng Thị Lượng, thôn Trương Đá, đại diện hộ gia đình ông Phùng Đắc Hành, thôn Trương Đá, đại diện hộ gia đình. Xin trân trọng kính mời đại diện hộ gia đình ạ. Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu kính mời đồng chí Phùng Văn Mạnh,
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng ban quản lý di tích đền Nguyễn Phi Hải Lang và đại diện trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung ương ông Nguyễn Thanh Hùng lên trang tặng quà cho đại diện hộ gia đình. Xin trân trọng kính mời các đồng chí. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Cố Văn Mạnh và đại diện trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung ương. Tiếp theo, xin mời đại diện các hộ gia đình bà Nguyễn Thị Minh, cơ sở Tôn Thuận Tiến, đại diện hộ gia đình bà Nguyễn Thị Lực, cơ sở Tôn Thuận Tiến, đại diện hộ gia đình bà Nguyễn Thị Mẽ, cơ sở Tôn Thuận Tiến. Xin trân trọng kính mời đại diện hộ gia đình. Đó, 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 đó.